Tối qua tại khách sạn Hilton Sài Gòn, Tổng lãnh sự quán Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Sự kiện là cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình 50 năm quan hệ tốt đẹp, tin cậy và nhiều thành tựu giữa Việt Nam và Italia. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, Việt Nam và Italia đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Nửa thế kỷ qua, quan hệ giữa hai nước đã chứng kiến nhiều cột mốc quan trọng. Tiêu biểu trong đó có việc Tổng lãnh sự quán Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh được khai trương với sứ mệnh xây dựng những nhịp cầu mới cho quan hệ song phương. Với sự đồng hành và phối hợp hiệu quả giữa các thế hệ lãnh đạo, cán bộ thành phố với các cán bộ nhân viên ngoại giao của Tổng lãnh sự quán Italia trong một thập kỷ qua đã đóng góp đáng kể vào mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Italia nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Italia nói riêng. Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng vai trò tích cực của Tổng lãnh sự quán Italia, đặc biệt của các tổng lãnh sự trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, giao lưu nhân dân, tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư tại thành phố đến những nhà đầu tư lớn của Italia. Italia hiện là một trong những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của thành phố với tổng kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2023 đạt gần 600 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 26 trên 120 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư tại thành phố.